thượng cổ chương một sáu vạn năm trước hỗn độn chi kiếp ập đến, thượng cổ chân thần lấy thân tuẫn thế. Vì cứu tam giới mà yên tiêu vân tán, khi đó có người hỏi, bách tính nhân gian nếu như gặp thiên tai đại nạn có thể cầu chư thần khắp trời che chở. Nhưng nếu như thần linh bị dồn đến tuyệt cảnh, thì ngoài hủy diệt ra, còn có thể thế nào? Người có thể cầu thần, thần có thể cầu ai, đối với muôn dân khắp cửu châu, một câu hỏi này. Khi nhớ lại những thương hải tang điền không luân chuyển, thì cũng đã trải qua hàng vạn năm. Có điều tiên đồ chậm rãi, trong những năm tháng nhàm chán vô tận của tam giới, đến cuối cùng cũng phát sinh một chút nhạc đệm. Sáu vạn ba nghìn năm trước, trên núi Côn Lôn, là đại hôn của thiên đế, một ngày này khắp cửu châu bát hoang đều tràn ngập không khí vui mừng. Chư thần khắp phương trời đều tề tựu về đây để chúc phúc, chỉ tiếc là hôn lễ hoành tráng và long trọng như vậy lại có một chút không khí trầm mặc và bất an. Không gì khác, tất cả chỉ bởi thiên hậu vu hoán thượng thần trước kia còn có một thân phận đặc biệt. Khi hỗn mang thiên địa mới bắt đầu sơ khai, chúng thần thượng cổ bất tử tổ thần kình thiên phá vỡ hư không tạo ra thượng cổ giới phía trên chúng sinh tam giới. Thời đó tổ thần thống ngự dưới chướng tứ đại chân thần, khai thiên lập địa trải qua khoảng chừng vạn năm. Mới có tam giới cửu châu sau này, ngày tam giới hình thành, tổ thần công đức viên mãn, hóa thành hư vô sống mãi với tam giới. Kể từ đó về sau, dưới chướng tổ thần bốn vị chân thần Thượng Cổ Trích Dương, Thiên Khải và Bạch Quyết trở thành chủ nhân của thượng cổ thần giới. Trong số họ Thượng Cổ Chân Thần mặc dù là nữ thần, nhưng bởi vì là người thừa kế Y Bát chỉ trung tư tưởng, học thuật kỹ năng của tổ thần, vì vậy mà trở nên cao quý nhất tứ đại chân thần có thần lực sâu rộng. Thống Ngự Thần thú và cai quản tam giới, trải qua ngàn năm thời gian gìn giữ nguyên dạng Cửu Hoang Bát Hải sơ khai. Chẳng ai ngờ, chỉ ngàn năm sau thế gian xuất hiện hai tộc yêu nhân, Hỗn Độn chi kiếp ập đến. Tứ đại chân thần cùng với rất nhiều thượng thần ứng kiếp mà chết tứ đại chân thần vì bảo hộ tam giới thần thể toàn diệt hóa thành hư vô cùng với tổ thần chỉ còn lại vũ khí tùy thân lưu lạc nhân gian và trong số rất nhiều vị thần thượng cổ ứng kiếp đến cuối cùng chỉ còn lại ba vị kể từ đó chúng thần thượng cổ biến mất thượng cổ thần giới bị phong ấn trên tam giới vĩnh viễn không mở lại thời đại thượng cổ vì thế mà kết thúc tam giới cửu châu bước vào thời kỳ hậu cổ Ba vị thượng thần tránh thoát được một kiếp, đó là Thiên Đế ngự trên Cửu Thiên, Vu Hoán thượng thần cùng Cổ Quân thượng thần tại Thanh Trì cung trên Kỳ Liên Sơn. Bản thể của Thiên Đế là Kim Long Ngũ Trảo, rồng vàng năm móng, Vu Hoán thượng thần truyền thừa từ Phượng Hoàng nhất mạch. Cổ Quân thượng thần là Giao Long thượng cổ, cả ba người đều do thần thú thượng cổ hóa thành. Thần tiên lâu đời trường thọ như vậy, lại sống từ thời viễn cổ nên được chúng sinh tam giới phụng thờ lễ bái hết sức tôn kính. Cổ quân thượng thần cùng vu hoán thượng thần vốn là một đôi thần lữ, hai người không quản thế sự. Trên dãy kỳ liên sơn xây dựng thanh trì cung ẩn tích thế gian, tiêu giao mà tu luyện đã từng là chuyện khiến cho chúng thần ngưỡng mộ. Nghìn năm trước hai vị thượng thần hạ sinh hậu duệ, đây vốn là một sự kiện hết sức vui mừng trong tam giới. Nhưng không ngờ rằng hai tử còn chưa lột xác lại không có thần tức ngàn năm trôi qua, ngay cả sức lực để phá xác ra ngoài cũng không có. Hơn nữa càng ngày càng yếu, gần như cận kề với cái chết, hai tử do thần quân thai ngén tôn quý nhất thế gian cư nhiên lại yếu đuối như vậy. Không khỏi khiến cho mọi người bất ngờ, để tránh phạm vào tối kỵ của hai vị thượng thần. Chúng tiên đều không dám nhắc đến chuyện của vị tiểu thần quân này từ sau khi vị tiểu thần quân giáng thế. Cổ quân thượng thần một lòng nghĩ cách làm thế nào để nâng cao thần lực của tiểu thần quân. Luôn ôm theo quả trứng tròn nhỏ đi khắp nơi tìm cổ tịch cha di tích nhiều năm vắng mặt tại Thanh Trì Cung là chuyện thường thấy. Vu Hoán Thượng Thần không biết là bởi vì hài tử quá yếu không theo lẽ thường hay là vì không tin tưởng nó có thể sống sót. Đối với quả trứng này cực kỳ lãnh đạm, thậm chí không muốn cùng Cổ Quân Thượng Thần đi ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm. Một mình đơn độc ở lại Thanh Trì Cung, Cổ Quân Thượng Thần lo lắng Vu Hoán Thượng Thần ở trong cung buồn chán bèn cậy nhờ bạn tốt thiên đế nếu có rảnh rỗi thì đến thăm thanh trì cung lại qua mấy ngàn năm đến khi cổ quân thượng thần ôm quả trứng vẫn chưa phá xác lo lắng trùng trùng trở về tới kỳ liên sơn nhìn đến thanh trì cung hoang phế đã lâu quạnh quẽ lụn bại vu hoán thượng thần đã sớm không rõ tung tích rồi mà đúng lúc này tin vui đại hôn của thiên đế sắp diễn ra đã loan truyền khắp tam giới cửu châu người sắp lên làm thiên hậu lại chính là vu hoán thượng thần nếu như có thượng tiên nào làm ra loại chuyện này ngay cả muốn đứng trong tam giới e rằng cũng rất khó khăn dẫu sao chuyện cướp vợ của bạn cho dù lý trực khí tráng lẽ thẳng khí hùng cây ngay không sợ chết đứng đến mấy đi trang nữa cũng vẫn có một chút thất đức nhưng thiên đế lại là chủ nhân của tam giới bởi vậy tuy rằng chúng tiên đều cảm thấy không ổn thỏa nhưng ai nấy đều đã mất hết dũng khí chẳng ai dám lên tiếng ân oán tình cừu của mấy vị thượng thần không phải việc những tiểu tiên bọn họ có thể thuyết giáo đúng sai vì vậy ngay lúc này một đám thượng tiên ngồi trên đài mây côn lôn sự thấp thỏm trong lòng đạt đến đỉnh điểm khi trông thấy một giải tường vân bảy sắc xuất hiện tại trên đỉnh núi cổ quân thượng thần một thân thanh bảo đứng thẳng phía chân trời so với thiên đế uy nghiêm nhiều hơn mấy phần ôn nhu tao nhã tiêu sái tuấn giật vu hoán thượng thần ánh mắt trái lại có một chút dao động các nữ tiên quân nhìn mà ngơ ngác, sôi nổi thầm thì bàn tán, trong lòng tuy có những suy nghĩ khác nhau. Nhưng chúng tiên vẫn đồng loạt quỳ xuống đất, nghênh đón cổ quân thượng thần tôn quý. Đồng thời nghênh đón một cuộc ác chiến sắp nổ ra trên núi Côn Lôn, nào biết cổ quân thượng thần lý chi ấy vậy mà không thèm đếm xìa tới trận địa sẵn sàng đón địch của thiên đế thiên hậu. Đáp mây xuống trực tiếp hướng thẳng tới chỗ tiên quân trông coi mệnh cách linh quyên thượng quân từ trong ngực lấy ra quả trứng trông mong đưa cho thượng tiên đoán mệnh cách cổ quân thượng thần yêu thích quả trứng này cả tam giới đều biết. Nhưng không nghĩ tới trong ngày trọng đại như vậy hắn cư nhiên lại hết sức uy trực mà chèn ép núi côn lôn chẳng qua chỉ để giúp tiểu thần quân đoán mệnh cách. Đoán một chút tương lai tốt xấu như thế nào, điều này không khác gì ngay tại chỗ dáng một bạt tai vào mặt thiên đế thiên hậu. Làm cho ai cũng không ngờ tới, vu hoán thượng thần vẻ mặt biến đổi, đương muốn phất tay áo bỏ đi. May mà thiên đế thiện nhẫn, lương thiện, nhẫn nại, an ủi dỗ dành nàng mới không khiến cho hôn lễ này bị phá hỏng. Dưới ánh mắt khó mà tin được của chúng tiên, thân già của linh quyên thượng quân run dày gánh chịu uy áp của ba vị thượng thần. Trong lòng sợ hãi đến cực điểm, hắn tốt xấu gì cũng biết nguồn gốc lai lịch của trái trứng. Nên không có can đảm từ chối, đành phải run dày nhận lấy trứng nhỏ trong tay cổ quân thượng thần cung kính đoán mệnh nào ngờ một lần tính toán mất đến mấy canh giờ tuy rằng đối với tiên nhân mà nói trăm năm chẳng qua cũng chỉ như một cái chớp mắt nhưng dưới loại tình huống này khoảng thời gian này tương đối khó khăn hôn lễ trên núi côn lôn cứ như vậy kỳ dị vì một quả trứng mà đình trệ giữa chừng ánh mắt của chúng tiên đều dán chặt trên quả trứng tròn đều hy vọng linh quyên thượng quân có thể thông minh một chút nói ra vài câu tán dương có thể cổ quân thượng thần sẽ hài lòng tình cảnh sẽ không đến mức khó xử như vậy Dẫu sao núi Côn Lôn cũng là phúc địa cửu thiên, ai cũng không hy vọng Linh Sơn từ thời thượng cổ truyền xuống cứ như vậy bị hủy trong mối bất hòa cầu huyết phức tạp giữa các vị thượng thần. Sau khi thiên đế nhẫn nhịn không nổi liên tục ho khan vài tiếng, Linh Quyên thượng quân mới di chuyển bàn tay trên quả trứng quý giá đó. Do dự một chút trong ánh mắt khó mà tin được của chúng tiên run rẩy nói ra một câu chấn động vận mệnh tam giới. Tiểu thần quân này, e rằng, mang mệnh cách thượng thần, tất cả đều kinh hãi, chúng tiên trợn tròn mắt sinh ra đã ngàn năm đến sức lực phá xác cũng không có so với tiên đồng bình thường còn có chút không bì kịp linh lực như thế lại có thể mang mệnh cách thượng thần cho dù cổ quân thượng thần uy áp cực đại linh quyên thượng quân này vậy mà cũng dám nói đùa đương nhiên không có một vị tiên quân nào có dũng khí nói ra những lời này ngay cả thiên đế nhạy bén cũng chọn giả câm giả điếc chúng tiên đều cho rằng cổ quân thượng thần cáu gắt vô cớ Vậy nên hiểu rõ câu nói của Linh Quyên Thượng Quân này chẳng qua chỉ là khách sáo cho qua chuyện mà thôi. Thượng thần chi tôn, vô cùng quan trọng, lời phán đoán này không ngờ tới kết quả, nếu thật muốn tính. Điều đó tuyệt đối không thể, nào biết giữa lúc chúng tiên còn đang sừng sốt một tiếng cười dài bất chợt vang lên. Cổ Quân Thượng thần bước lên tường vân bảy sắc hướng phía đông mà đi, từ đầu đến cuối một chút cũng không cho Linh Quyên Thượng Quân có cơ hội sửa lại lời nói phiền các vị tiên hữu làm chứng từ nay trở đi hậu chỉ con ta sẽ đứng hàng thượng thần chi vị trời đất chứng giám từ đầu chí cuối cổ quân thượng thần đối với thiên đế thiên hậu đang ngồi trên cao ngay cả nhìn thẳng cũng không thèm nhìn lấy một cái chúng tiên ngơ ngác nhìn nhau một câu dễ dàng như vậy thuận lợi đặt vị tiểu giao long chưa ra khỏi vỏ lên trên toàn bộ tam giới chúng sinh vị trí thượng thần thực là hoang đường thế nhưng lại cứ tại hoàn cảnh như vậy nói ra câu này lại chính là cổ quân thượng thần ai cũng vô phương phản đối sau này cổ quân thượng thần biến mất không dấu tích việc tiểu thần quân kia ngồi tại vị trí thượng thần cứ như thế mặc danh kỳ diệu không hiểu ra sao được xác định nếu như luận bàn về vở kịch lạ lùng nhất hậu cổ giới không có gì hơn câu chuyện này sâu trong biển mây trên đỉnh không côn lôn một bạch y nam tử đoan chính đang chậm rãi khắc một cây gỗ vuông cúi đầu nhìn chúng tiên như con sâu cái kiến cho đến tận khi nghe thấy cổ quân định xuống vị phần thượng thần của quả trứng mới đứng dậy rời đi, từ đầu chí cuối, vài vị thượng thần tính cả thiên đế bên trong. Đều không hề phát hiện đã từng có một người như vậy xuất hiện, tự nhiên, sau này mấy vạn năm. Trong tam giới được nhắc đến nhiều nhất, đó là một câu này, tiểu thượng thần hậu trì của thanh trì cung. Quả là vận cầu phân, thật sự rất biết cách đầu thai. Chương 2, 6 vạn năm sau, bên ngoài hoa tịnh trì trong thanh trì cung trên kỳ liên sơn, hai vị tiên nhân chân đạp tường vân mang vẻ mặt đau khổ nôn nóng nhìn đối phương. tròng mắt trợn tròn mơ hồ đầy hối lỗi, vô hư, phải làm sao bây giờ, chúng ta làm mất lễ vật. Nếu như để cho thượng quân biết, chắc chắn sẽ trách mắng chúng ta một phen, sớm biết như vậy ta đã không ham muốn tiên lộ trong hoa tịnh trì. Khởi hành sớm hơn một chút, bây giờ. Chào ôi, người nói chúng ta phải làm sao mới tốt tiên nhân mặt tròn than ngắn thở dài trông mong hướng về phía tiên hữu nôn nóng dò hỏi lấy tính tình của tử viên thượng quân làm mất lễ vật quý giá như thế e rằng sẽ phạt bọn hắn chịu hình tiên suy roi quất trên thanh long đài về sau nếu muốn đi lên ít nhất cũng phải tiêu hao mấy nghìn năm tiên lực hoa tịnh trì nổi tiếng là phúc địa trong tam giới từng hạt tiên lộ tụ lại giữa hồ mỗi buổi sớm mai khi mặt trời mọc có thể tăng cường tiên lực Đối với người có tiên cơ nông cạn chính là tuyệt phẩm thượng hạng nhưng vì hoa tịnh trì nằm bên trong kết giới của cổ quân thượng thần. Nên dù có không ít tiên nhân thèm muốn nơi này, từ trước đến nay cũng không ai có dũng khí tùy tiện xông vào. Thọ yến của Đông Hoa Thượng Quân, hai người bọn họ phụng mệnh của tử viên Thượng Quân mang theo lễ vật đến trước. Dọc đường đi qua nơi này, trông thấy tiên khí giữa hồ tràn ra ngoài, dưới sự hiếu kỳ phát hiện ra kết giới bị thùng mở ra một khe hở cỡ bằng nắm tay nhất thời không nhịn được lẻn vào tiên trì trộm một ít tiên lộ do vội vội vàng vàng trở ra nên không cẩn thận làm rơi lễ vật là cây san hô đông hải vạn năm xuống hồ lúc muốn vào trong lần nữa thì lỗ nhỏ đã biến mất rồi hai người hết đường xoay sở bây giờ chỉ có thể nhìn phía bên trong kết giới mà than thở tiên nhân được gọi là vô hư vung tay áo dài vẻ mặt đau khổ ngó nhìn hoa tịnh trì cách đó không xa lắc đầu vô vọng hoa tịnh trì nằm bên trong kết giới của cổ quân thượng thần nếu như chúng ta lẻn vào lần nữa mà bị phát hiện, tội danh có thể nặng hơn nhiều so với việc làm mất lễ vật của thượng quân. Kết cục của con dao long năm đó, người chưa nghe qua hay sao, nghe lời này, vô vọng bất chợt dùng mình. Khoát tay lia lịa, run rẩy lùi ra sau vài bước, sợ hãi đến mức suýt thì ngã xuống khỏi tường vân. Chuyện mà vô hư nói hắn đương nhiên có nghe đến. Hai vạn năm trước, giao tộc ở yêu giới xuất hiện thiên tài bất thế yêu hằng mới hai vạn tuổi mà yêu lực đã đạt đến yêu quân đỉnh phong, gần như chạm đến cảnh giới thượng thần. Ngay cả yêu hoàng cũng chỉ tạm thời tránh được mũi nhọn, may mắn con yêu này đối với ngai vua không thèm để ý. Mới tránh được nội chiến trong yêu tộc, có điều hắn rất thích so tài cùng kẻ khác, tính cách lại còn hung ác. Những người bị hắn yêu cầu chiến đấu, kết cục đa phần đều là hồn phi phách tán trong một khoảng thời gian dài chúng tiên khắp cửu hoang bát hải đều bị náo loạn khiến cho lòng người hoang mang ai cũng rất sợ bị con yêu này tìm đến cửa quyết chiến không có cách nào người thì bế quan kẻ đi thăm bạn hữu lũ lượt kéo nhau đi trốn dẫu sao thì đây không phải chuyện nhỏ nên không sợ bị mất mặt nếu làm không tốt mấy vạn năm tu vi có thể cứ thế mà tan biến sau khi trong yêu tộc không còn đối thủ yêu hằng ra khỏi yêu giới thẳng trên hoa tịnh chỉ khiêu chiến cổ quân thượng thần bởi vì hai người đều là giao long hóa thành mà Cổ Quân Thượng Thần đã mấy năm không xuất hiện trước mọi người, chúng tiên đều không khỏi ôm chút bồn chồn thấp thỏm trong lòng. Nếu như Cổ Quân Thượng Thần mà chiến bại, vậy thì trong tam giới chỉ còn Thiên Đế và Thiên Hậu là có khả năng làm đối thủ của nó. Yêu Hằng ở bên ngoài Hoa Tịnh trì khiêu khích mấy ngày, từ đầu chí cuối không thể tiến vào kết giới. Ngay cả một sợi tóc của Cổ Quân Thượng Thần cũng không thể chạm đến, dưới cơn bạo nộ tạo ra cuồng phong mưa lớn khiến cho khắp hạ giới chịu nạn hồng thủy, bách tính trôi giạt khắp nơi, tử thương vô số. Chuyện này phạm tới cấm kỵ của các vị thượng thần, phải biết rằng thần tiên trên trời dưới đất đều hiểu rõ trong tam giới có một thiết luật. Nhất định không thể tổn thương cội nguồn nhân giới của tam giới, vào lúc kim diệu thần quân có muôn vàn thấp thỏm phụng mệnh thiên đế đi chóc nã yêu hằng ba tia chớp màu đen từ bên trong kết giới của hoa tinh trì liên tiếp bắn ra, dừng lại liền hóa thành thân giao long lao thẳng đến trên người yêu long đang gây sóng gió hạ giới. Rồi không kịp phát ra tiếng gào thét đau đớn, giao long to lớn kia quằn quại trên không trung lập tức hóa thành cho bụi. Thực sự hồn phi phách tán, mấy vạn năm trong tam giới mới xuất hiện kẻ có thể tiếp cận thượng thần. Cứ như vậy có kết cục vô cùng thê thảm, thậm chí cách thức tan biến còn như một trò đùa trong tam giới sau chuyện đó khắp tam giới đều bị chấn động nhất là kim diệu thượng quân hắn chính mắt chứng kiến yêu hằng bị đánh đến mức vụn cho cũng không còn theo lời hắn xác thực cùng với sự sùng bái được khuếch đại cổ quân thượng thần khinh phiêu phiêu nhẹ bay theo gió một kích thăng hoa hóa thành hào quang vạn trưởng. và lịch sử công tích thành tích và công trạng này thậm chí còn có thể được ghi chép vào trong hậu cổ sử lịch sử hậu cổ đại của tam giới nghĩ tới chuyện này vô vọng cũng dừng ngay ý nghĩ của mình về việc lèn vào hoa tinh chi Hắn đề xuất với Vô Hư, "Không bằng chúng ta đi bái Phòng Thanh Trì Cung rồi nói." Rồi nói "Chúng ta dọc đường qua đây, không cẩn thận làm cây san hô rớt vào trong hoa tịnh trì." Vô Hư dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn. Hai hàng lông mày nhíu thành cung tròn, "Ngươi hồ đồ rồi hay sao? Cổ quân thượng thần không có ở đây. Bây giờ Phượng Nhiễm thượng quân trưởng quản Thanh Trì Cung, nàng cùng thượng quân của chúng ta có chút khúc mắc." làm sao có thể đồng ý với thỉnh cầu này được? Vô vọng biết rằng đề nghị này không thỏa đáng. Nhưng kỳ thực không còn cách nào khác. Từ viên tiên quân nhà hắn là thượng quân cao quý, cho dù là trên cửu trùng thiên cũng rất ít người có can đảm đắc tội với hắn. Nhưng nếu như là cổ quân thượng thần cùng phượng nhiễm thượng quân mà nói thì không dám chắc. Vô vọng ở trên tường vân xoay tới xoay lui, trung quy không cam tâm cứ như vậy trở về chịu phạt. Ánh mắt lóe lên sau đó đột nhiên cất cao giọng, vô hư cổ quân thượng thần không có ở đây bên trong thanh trì cung không phải vẫn còn có một vị thượng thần nữa ư, phượng nhiễm thượng quân cho dù bá đạo đi chăng nữa. Cũng không dám ở trước mặt thượng thần nổi giận với chúng ta. Vô hư chân mềm nhũn, vội vàng đưa tay ra bịt miệng vô vọng. Hắn nhìn quanh tứ phía, thấy bốn bề yên ắng mới thở ra một hơi dài, thấp giọng trách cứ. Người sao lại đưa ra cái biện pháp thiếu suy nghĩ như vậy, sau này ngàn vạn lần đừng nhắc đến vị thượng thần này nếu như để cảnh chiêu công chúa biết được ngươi từng cầu trợ nàng, ngươi sau này đừng nghĩ có cuộc sống tốt đẹp ở trên thiên giới. Cây san hô chỉ sợ rằng không lấy lại được chúng ta trở về trước bẩm báo với tiên quân rồi tính tiếp. Vô hư nói xong quay người rời đi, từ đầu đến cuối không thèm quan tâm vô vọng phía sau. Vô vọng mất mấy ngàn năm mới phi thăng lên thành tiểu tiên, nhìn thấy vô hư như gặp phải đại địch. Đành phải nhỏ giọng trả lời một tiếng, nhìn hắn bay về phương xa, sau khi nhảy lên trên tường vân vô vọng mới lặng lẽ quay đầu nhìn về phía hoa tịnh trì ngày càng nhỏ. Trong lòng tự hỏi, rốt cuộc tại sao vị thượng thần trên thanh trì cung được tam giới tôn sùng kia lại bị coi là điều cấm kỵ. Bên trong thanh trì cung, trường bào vàng óng giống như phượng hoàng đang xài cánh tung bay trên cửu thiên. Dây lưng đen tiền thắt lỏng lẻo giữa eo, nữ tử ngồi tại trên cao vị nhìn cây san hô được một người dâng lên trước mặt. Tâm tình cực tốt, tiếng cười sảng khoái truyền đi rất xa, Trường Khuyết, lần này cái tên tử viên kia thật là tổn thất lớn. Trực trực cao được như thế này, ta nghĩ cây san hô này ít nhất cũng phải vạn năm tuổi. Thần sắc nữ tử này tùy tiện tóc dài màu đỏ dù không gió vẫn tự bay, tỏa ra tà khí bức người. Chưa kể lời lẽ của nàng ta lại càng có một luồng sát khí người thường khó có thể bì kịp. Phía dưới một thanh niên ăn mặc thư sinh hướng về phía nàng chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc thượng quân, hai tên tiên nhân kia rất có can đảm, cư nhiên dám trộm đến hoa tịnh trì, quả thực không đem thanh trì cung chúng ta đặt vào trong mắt. Ngài tuyệt đối không thể nhân nhượng, nhất định phải cùng tử viên tiên quân lý luận một phen. Nụ cười của Phượng Nhiễm Đông cứng lại, nhủ thầm tuyệt đối không thể để cho người này biết được chính mình cố ý phá một lỗ trên kết giới. Dẫn đường cho hai tên tiểu tiên tham lam tiến vào hoa tinh trì, bằng không nhất định sẽ bị hắn lại nhài cằn nhằn ngay lập tức làm bộ làm tịch tỏ vẻ mặt chính trực tên tiểu nhân đó thì có cái gì tốt để mà nói chứ. Lần này thọ yến của đông hoa lão nhi ta muốn khiến cho hắn phải nhận lỗi với bản tiên quân. Trường khuyết dừng lại, mắt thấy thượng quân hăng hái, nhịn không được thấp giọng nói. Thượng quân, đông hoa thượng quân không có gửi thiếp mời cho ngài, đông hoa thượng quân là một trong những thượng quân cổ lão nhất tam giới. Xưa này đức cao vọng trọng, rất được chúng tiên kính nể, hắn vốn say mê tu luyện, cực ít tổ chức yến hội lần này vậy mà không chịu nổi một đám đệ tử thuyết phục mới gửi thiếp mời cho chúng tiên. Trong những ngày tam giới yên bình vô ba, không có sóng gió, mà nói thì đây chính là một việc cực kỳ trọng đại. Vì vậy lần này ngay cả tử viên thượng quân mắt cao hơn núi cũng phải vội vàng đến chúc mừng. Thế nhưng tiên quân nhà hắn mới chỉ lên làm thượng quân có mấy ngàn năm, gây thù chuốc oán với khá nhiều người không nói. Lại còn khiến cho tam giới sở bất dung, không trốn dung thân, nhân ra hy vọng toàn bộ yến hội náo nhiệt long trọng làm sao có thể mời nàng ấy, điều này cũng đúng, nếu như ta không mời mà đi, lấy tính cách tiểu nhân tử viên kia. Nhất định sẽ lấy cái cớ này đối phó với ta để trả đũa, phượng nhiễm nhíu mày nâng cầm lẩm bẩm tự nói. Nàng nhìn trường khuyết thấy thanh niên đứng lưng thẳng tắp nhãn châu không mang hảo ý chuyển động. Cái tên này, hắn có lẽ không biết, chỉ cần hắn trột giả thì luôn bày ra cái bộ mặt hết sức chính trực khó phân biệt thật giả phượng nhiễm đá đá đôi chân đang treo trên không trung đụng tới đai áo thanh niên nói đi trường khuyết người nhất định có biện pháp trường khuyết lắc lắc đầu miệng ngậm chặt ai cổ quân thượng thần biến mất lâu như vậy bây giờ ngay cả một tên tử viên tầm thường cũng không đem thanh trì cung chúng ta đặt ở trong mắt cứ như vậy mãi nàng nhìn thấy lỗ tai thanh niên động động biết rằng đã chọc chúng chỗ ngứa của hắn liền tăng thêm cảm khái liên tục thở dài đông hoa thượng quân tuy rằng không gửi thiếp mời đến cho ngài nhưng mà có gửi cho thanh trì cung cố danh tư nghĩa tên như ý nghĩa thực sự có gửi thiếp mời cho chủ nhân của thanh trì cung cổ quân thượng thần phượng nhiễm nhếch mép cười thong dong khoan đại rộng rãi nhảy từ trên ghế tựa xuống vỗ mạnh trường khuyết một cái cười nói ta biết là ngươi có cách mà còn không mau đem thiếp mời đưa cho ta còn mấy ngày nữa chúng ta chuẩn bị trước hậu lễ đi thọ yến của đông hoa lão nhi cuồng vọng minh mục trương đảm trắng trợn này đâu phải đi chúc thọ nhân ra mà là định mài đao đi khiêu khích trường khuyết giọng điệu than thở tiếp lời nào có đơn giản như vậy thượng quân ngài cũng không thử nghĩ xem thiếp mời của thượng thần ngài nếu cầm thiếp mà đi e rằng người còn chưa tới phủ đệ của đông hoa thượng quân thì đã bị thiên đế bắt lên thiên giới để hỏi tội rồi tiếng cười của phượng nhiễm cứng lại khổ não bước hai bước vòng quanh cây san hô rồi đột ngột dừng lại hung hăng đập vào trên nhánh cây óng ánh trong suốt khiến cho trường khuyết nhìn mà kinh tâm động phách khóe miệng phượng nhiễm treo một nụ cười thần bí. Nhãn châu xoay tròn, hướng về phía trường khuyết đắc ý rào rạt nói ta đúng là không có dũng khí cầm thiếp mời của cổ quân thượng thần chạy qua tam giới. Nhưng ngươi đừng quên rằng, thành trì cung không phải chỉ có một vị thượng thần, trường khuyết đột nhiên chừng lớn mắt. Hắn giơ ngón tay chỉ về phía phượng nhiễm, sau khi hoàn hồn lại cảm thấy như vậy rất bất kính, vội vàng thả tay xuống, nhưng biểu tình vẫn như cũ kỳ quặc khó hiểu. Thượng quân, ngài không phải nghĩ muốn tiểu thần quân cầm thiếp mời của thượng thần đi đến tiệc rượu của đông hoa thượng quân đó chứ? Trường khuyết lắp ba lắp bắp hỏi. Đáy mắt hãy còn chứa vài tia hoang đường, người nói không sai, nhưng mà tiểu thần quân trước nay chưa từng đi ra ngoài thanh trì cung nửa bước. Có quan hệ gì, ta đi cùng nàng, sẽ không để cho nàng chịu thiệt thòi, Phượng Nhiễm nói xong lời này chân đá chân đạp đi về phía sau điện thanh trì cung trường khuyết đứng trong đại điện nhìn bóng nàng dần dần mất hút đầy mặt tự trách sớm biết vậy đã không nói cái chủ ý này cho thượng quân rồi nói cái gì mà không để tiểu thần quân chịu thiệt lấy tính cách của tiểu thần quân sợ rằng thọ yến của đông hoa thượng quân sẽ gặp xui xẻo đây bách huyền thượng quân ngài mau chóng trở về đi nếu không thì thanh trì cung này sẽ sớm bị phượng nhiễm thượng quân phá hỏng mất thôi phủ từ kim trên thiên giới tử viên nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất khuôn mặt xanh đen tức giận quát sao lại trở về lễ vật đâu hắn đang định cưỡi mây đi phủ đệ của đông hoa thượng quân trên đại trạch sơn trúc thọ trước nhưng mà chẳng ngờ còn chưa đi ra thì đã thấy hai người vô hư vô vọng toàn thân thương tích chạy về phủ lễ vật là cây san hô vạn năm mới lớn tốt hắn trước nay xem như bảo bối ngày thường đều không cam lòng cho người khác nhìn một cái lần này nếu như không phải thọ yến của đông hoa thượng quân hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý đem ra thượng quân hai người chúng ta tại vùng phụ cận kỳ liên sơn gặp phải yêu binh giữa lúc tranh đấu bị rơi mất cây san hô mong thượng quân tha tội vô hư quỳ trên đất vâng vâng dạ dạ nói đáy mắt xẹt qua một tia chột giả dạ. kỳ liên sơn chính là nơi thanh trì cung tọa lạc tử viên nghe thấy lời này vẻ mặt sững sờ Cơn giận vơi đi quá nửa, nhưng mà vẫn còn thương tiếc cây san hô kia, tức thì kéo căng khuôn mặt. Đúng là thất lạc ở vùng phụ cận trên dãy Kỳ Liên Sơn cũng không trách được các ngươi. Nhưng các ngươi bảo hộ vật quý không tận lực như vậy đi. Mỗi người bị phạt một thanh tiên kiếm thượng phẩm, ngày mai đưa vào trong bảo khố tử viên thượng quân lớn lên có tướng mạo chính nghĩa lẫm liệt. Nhưng thực chất bên trong lại vừa ngoan cố bảo thủ vừa ưa thể diện, vô hư cùng vô vọng chân mềm nhũn khuôn mặt rũ xuống mặt đất không khỏi lộ ra vài phần bất mãn và do dự bọn hắn thành tiên mấy vạn năm cũng chỉ mới thu được vài cái tiên kiếm thượng phẩm lúc nào cũng coi trọng như mạng sống gốc rễ từ viên thượng quân trái lại nói được nhẹ nhàng như thế thế nào các ngươi lại không muốn thanh âm kiêu ngạo uy áp theo tiếng tơ lụa từ trên đỉnh đầu truyền xuống hai người vô hư lập tức quỳ sấp xuống mặt đất âm thanh cung kính không dám thượng quân hậu đức ân lớn ngày mai ta và vô vọng sẽ đem tiên kiếm tới Bỏ đi, mất tiên kiếm so với chịu phạt tiên suy trên Thanh Long Đài còn tốt hơn nhiều. Tử Viên Thượng Quân nổi tiếng keo kiệt bá đạo, nhưng hắn cùng Đại Điện Hạ trên Cửu Thiên lại có giao hảo. Cộng thêm vị trí Thượng Quân tôn quý, trong thiên giới có căn cơ rất hùng hậu, Thượng Quân. Vậy còn lễ vật tặng cho Đông Hoa Thượng Quân? Vô vọng lâu không nghe thấy Tử Viên Thượng Quân phân phó, liền ngẩng đầu thấp giọng hỏi: "Các ngươi đừng quản nhiều, ngày mai theo ta cùng đi." Hừm trên tiệc rượu của Đông Hoa Thượng Quân, ta trái lại muốn nói cho các vị tiên hào hữu rằng. Phượng nhiễm gần đây rất ngang ngược đem nghìn dặm kỳ kiên sơn toàn bộ biến thành sở hữu của thanh trì cung. Bây giờ lại còn không giữ tốt môn hộ của cổ quân thượng thần để cho yêu tộc tàn sát bừa bãi cửu thiên phúc địa. Lần này ta chắc chắn sẽ khiến cho nàng ta mất hết thể diện, hai người đang quỳ bất chợt dùng mình. Vô vọng mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng mà bị vô hư một tay kéo lại, hai người lên tiếng xin lỗi rồi lui ra ngoài vừa đi về tới đình viện vô vọng liền nhìn quanh bốn phía thấy không có người khác mới vội kéo trường bào của vô hư nôn nóng hỏi vô hư chuyện này phải làm sao mới tốt nếu như thượng quân phát hiện chúng ta không phải bị yêu tộc làm bị thương người gấp cái gì với tác phong ngày thường của phượng nhiễm thượng quân đông hoa thượng quân nhất định sẽ không mời nàng ta miễn là nàng không xuất hiện ai có thể vạch trần chúng ta được càng huống hồ kỳ liên sơn trải dài càng ngàn dặm tiền hữu thưa thất nếu như người của thanh trì cung không thừa nhận có yêu tộc thượng quân khác chắc chắn cũng sẽ cho rằng chính phượng nhiễm thượng quân quản giáo không tận sức ngụy biện cho bản thân vô vọng lo lắng bất an sau khi nghe vô hư giải thích xong lau mồ hôi trên trán thấy bốn phía không có ai đi nhanh đến bên cạnh vô hư thấp giọng hỏi nhỏ bên tai vô hư ta phi thăng lên muộn rất nhiều chuyện đều không rõ ràng nếu như tới phủ đệ của đông hoa thượng quân trở thành trò cười thì không tốt lắm bằng không ngươi kể cho ta chút chuyện của phượng nhiễm thượng quân đi ta nghe nói nàng chính là tộc nhân bộ tộc của thiên hậu làm sao lại trở thành tam giới sở bất dung rồi hai người một đường đi đến tận sâu trong từ kim phủ vô hư liếc mắt ra phía sau vô vọng không chút hào khí nói ngươi muốn hỏi e rằng không chỉ có nội tình của phượng nhiễm thượng quân đâu nhỉ thế nào ngươi còn muốn biết chuyện của vị thượng thần trong thanh trì cung kia có phải không vô hư ngươi xem vô vọng cười ha hả từ trong túi móc ra một bình xứ nhỏ mở ra đưa tới trước mặt vô hư ta lấy được vài giọt ở hoa tịnh trì chúng ta mỗi người một nửa thế nào một mùi hương thơm ngon chuyển đến như thấm vào ruột gan hai mắt vô hư sáng lên chạy lại gần người phủi phủi vạt áo liếc về phía vô vọng nói kỳ thực những chuyện này cũng không tính là bí mật gì chỉ có tiểu tiên mới phi thăng lên gần nghìn năm mới không biết thôi nếu như nói đến vị thượng thần này thì phải nói từ lúc hỗn độn chi kiếp mới bắt đầu. Thanh âm của vô hư trầm chậm, chậm trở nên hư vô, nét mặt khi nhớ lại chuyện xưa kia khó có thể che giấu sự sùng kính mộ bái đối với thầy đó. Nửa canh giờ sau, vô vọng cuối cùng cũng hiểu rõ tiền căn hậu quả, một hồi chấn kinh, vô hư. Người nói là hậu trì thượng thần khi vẫn còn trong chứng đã lấy được thượng thần chi vị. Vô hư gật đầu, cầm lấy bình xứ trong tay vô vọng, đưa lên đầu mũi người người, nheo mắt lại hưởng thụ sau đó ấy vô vọng nóng này vội vàng hỏi vẫn cảm thấy có một chút ý còn chưa tận sau đó cổ quân thượng thần thiết lập kết giới tại bên ngoài thanh trì cung ngăn cách với thế gian nghe nói vị tiểu thần quân này phải mất bốn vạn năm sau mới phá vỏ mà ra từ nhỏ một chút thần pháp cũng không thông linh lực cũng cực thấp cho nên cổ quân thượng thần vì nàng phá lệ tiếp nạp một ít tán tiên vào thanh trì cung làm hộ vệ Vô vọng sờ sờ cầm, lầm bầm tự nói, chẳng trách người trong tiên giới đều nói vị thượng thần này đầu thai tốt. Thì ra là như thế, đây đúng là mệnh cách tôn quý nhất. Nói được một nửa, hắn bỗng dừng lại. Như đột nhiên nghĩ đến cái gì liền đè thấp giọng nói, nếu là như vậy, thì mấy vị điện hạ cùng cảnh chiêu công chúa không phải cùng vị thượng thần này có một chút huyết mạch liên can, quan hệ huyết thống, hay sao? Vô vọng chỉ chỉ lên trời, một mặt thổn thức, chẳng trách cảnh chiêu công chúa không vừa lòng khi nhắc đến vị thượng thần này thì ra là có nguyên do như vậy, vị tiểu thần quân này từ nhỏ đã là tồn tại trí tôn trong tam giới. Xuất thân của cảnh chiêu công chúa so với nàng chưa hẳn đã thấp nhưng vị phần lại như thiên hách khe trời. Thân phận của hai người còn cực kỳ lúng túng khó xử, đổi lại là ai cũng đều không thể chấp nhận nổi. Mấy vị điện hạ cùng công chúa trên cửu thiên đều là bằng thực lực của bản thân chen vào hàng ngũ thượng quân chắc chắn đối với việc hậu trì thượng thần bằng vào phụ thân che chở tiến tới vị trí thượng thần đều sẽ canh cánh trong lòng. Vốn nghe nói thiên đế đối với vị công chúa duy nhất này yêu thương như châu bảo, vô cùng kiêu ngạo. E rằng cũng là vì trong lòng sinh ra ái náy, nói không sai, đều là thiên hậu sinh ra, nên có huyết mạch liên can. Cổ quân thượng thần Ngao Du Tam Giới, đã vạn năm không rõ tâm tích vị tiểu thần quân này từ khi giáng thế hai vạn năm nay lại chưa từng bước ra ngoài thanh trì cung nửa bước vậy nên bây giờ tiên giới trái lại không ai có can đảm nhắc tới nàng là kiên kỵ của một nhà thiên đế thần tiên nếu muốn cuộc sống dễ chịu một chút đều không cần phải nhiều chuyện như vậy là vị tiểu thần quân này quả thật là bề ngoài vô cùng phong quang nở mày nở mặt bên trong lại vô cùng lạnh lẽo nói như thế phượng nhiễm thượng quân là bởi vì tiểu thần quân linh lực yếu mới được cổ quân thượng thần thu nhận vào thanh trì cung vô vọng nghĩ tới thượng quân phượng nhiễm bị tam giới vứt bỏ vội vàng tìm chứng thực nơi vô hư, đúng vậy, Phượng Nhiễm Thượng Quân xuất thân từ tộc Phượng Hoàng. Vốn dĩ thân phận tôn quý, nhưng nàng lại là hỏa Phượng Hoàng trước nay chưa từng có, người cũng biết đấy. Phượng Hoàng lấy kim hoàng, màu vàng, làm tôn sưng, nếu là màu đỏ thì sẽ tiêu biểu cho tả. Vì vậy Phượng Nhiễm Thượng Quân sau khi xuất sinh liền bị tộc nhân vứt bỏ trong nguyên lĩnh triều trạch. Nghe nói là được thủ yêu nghìn năm đem về nuôi lớn, sau đó tiên giới cùng yêu giới khai chiến tại uyên lĩnh triều trạch đại điện hạ cảnh dương cùng với tam hoàng tử yêu giới trong cuộc hỗn chiến đã ngộ sát thủ yêu này. Vô hư dừng lại, lấy ngữ khí đặc biệt tán thường chậm rãi nói, phượng nhiễm thượng quân tức giận xông ra ngoài uyên lĩnh triều trạch. Lấy sức lực bản thân nghênh chiến đại quân hai tộc tiên yêu, trận chiến này vô cùng bi thảm. Mấy vạn đại quân tận diệt ngay cả tam hoàng tử yêu tộc cũng bại dưới tay nàng, nếu không phải thượng quân nhà ta đúng lúc đi qua cứu tính mạng cảnh dương điện hạ lúc lâm nguy chỉ sợ đại điện hạ sớm đã chết ở uyên lĩnh triều trạch rồi cũng chính là sau trận chiến đó phượng nhiễm thượng quân uy chấn tam giới được tôn lên làm thượng quân chỉ có điều được phong thượng quân đồng thời cũng khiến cho tam giới sở bất dung tam giới từ sau khi kết thúc thời thượng cổ tiên yêu phi thang đều là lấy quân vị để phân chia cấp bậc thượng quân tiên giới cùng yêu quân yêu giới là tồn tại gần nhất với thượng thần một khi linh lực đạt cực đại sau khi thiên kiếp giáng xuống, thì sẽ tự động thăng thành thượng quân và yêu quân, chẳng trách đại điện hạ cùng với thượng thần nhà ta quan hệ tốt như vậy. Không ngờ tới lại có một đoạn căn nguyên như thế. Vô vọng than giọng, trần trừ nửa ngày mới nói. Phượng nhiễm thượng quân dù sao cũng là tộc nhân tộc Phượng Hoàng, huống hồ cũng là nàng giết tam hoàng tử yêu tộc. Có công với thiên giới, thiên đế cho dù vì thiên hậu cũng không nên làm nàng khó xử như vậy mới đúng người khác lại không nghĩ như ngươi vậy, phượng nhiễm thượng quân chẳng qua mới chỉ có vạn năm thực lực đã lên làm thượng quân. Tiền đồ vô lượng, huống hồ chỉ là một trận hiểu lầm, thiên đế đương nhiên muốn chiêu dụ. Chỉ có điều, chỉ có điều như thế nào? Chẳng lẽ là phượng nhiễm thượng quân không muốn? Nàng không phải là không muốn. Vô hư kéo ống tay áo dài lên, chật chật miệng nói, chỉ là phượng nhiễm thượng quân tại uyên lĩnh triều trạch nói là. Nếu như thiên đế có thể đem đại điện hạ cảnh dương sử tử, một mạng đổi một mạng nàng liền sẵn lòng làm châu ngựa ra sức vì thiên đế cái gì vô vọng đột nhiên cất cao giọng chừng lớn mắt phượng nhiễm thượng quân này thật không biết tốt xấu yêu thụ kia sao có thể cùng đại điện hạ tiên giới ta tương đề tính luận đem ra cùng so sánh bàn luận được thiên đế là thượng cổ chi thần lại còn là thiên giới trí tôn làm sao chịu được khiêu khích như vậy phượng nhiễm thượng quân này thật sự là hồ đồ vô hư cũng gật gật đầu lộ ra vài tia bất đồng thiên đế nghe vậy nổi trận lôi đình hạ lệnh chóc nã phượng nhiễm thượng quân phượng nhiễm thượng quân cố sức chiến đấu với rất nhiều thần tiên sau bại trận lui về kỳ liên sơn lúc tính mạng lâm nguy gặp được cổ quân thượng thần cứu giúp về sau phượng nhiễm thượng quân liền ở lại trong thanh trì cung thiên đế cũng không thể tiếp tục truy cứu về phần tại sao không truy cứu hai người trong lòng hiểu rõ không hẹn mà nhìn nhau thiên đế đối với cổ quân thượng thần trước nay vẫn luôn nhẫn nhượng nhẫn nhịn và nhân nhượng có lẽ lần này cũng không ngoại lệ ai không ngờ trong tam giới vẫn còn một đoạn lịch sử như thế hôm nay rốt cuộc ta cũng được mở mang tầm mắt vô vọng vừa nói vừa lắc đầu vẻ mặt đầy xúc động hai vị tiên quân thượng quân nói rằng ngày mai khởi hành đi đến phủ đông hoa thượng quân mời hai vị tiên quân sửa soạn chuẩn bị tiếng tiểu tiên đồng cách đó không xa truyền tới vô hư cùng vô vọng tức thì dùng mình một cái nháy mắt với nhau rồi bước ra ngoại viện Cùng lúc này, tại Thanh Trì Cung, trên mỏm núi đá bên cạnh hoa tịnh trì, một tiếng quát nhỏ cực kỳ lười biếng chậm rãi vang lên. Phượng nhiễm, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không muốn đi. Có điều ta rất thích hí bản nhân gian mà gần đây trường khuyết mang về cung. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, nếu như ngươi có thể khiến cho sơn vô lăng, thiên địa hợp núi không còn cảnh. Trời đất hợp thành một ta liền đáp ứng ngươi, thế nào? Đường ba, Sơn vô lăng, thiên địa hợp, còn nói không làm khó ta. Từ cổ chí kim trong chúng sinh tam giới người có thể làm được điều đó chỉ có một là tổ thần thượng cổ Kình Thiên mà thôi. Trông mong nhìn thiếu nữ trên mỏm núi đá tay cầm lưỡi câu đang tụ tinh hội thần chăm chú nhìn vào mặt nước. Lời muốn nói bị nghẹn trong cổ họng Phượng Nhiễm, nàng trợn tròn đôi mắt phượng, một đầu tóc đỏ không gió tự bay. Nàng lên trước một bước, ngồi xếp bằng bên cạnh thiếu nữ, giáp mặt nửa canh giờ mới ngập ngừng nói. Hậu trì, ngươi có thể nói cái gì đó đơn giản một chút được không? Đừng quên lần trước lúc cổ quân thượng thần hồi cung. Là ta báo cho ngươi, bằng không những hí bản nhân gian trường khuyết mang về cho ngươi ấy đã sớm bị phát hiện rồi. Đình một tiếng trong trẻo vang lên, lưỡi câu vẽ một vòng tròn trong ao, khua lên từng gợn sóng trên mặt nước rồi dần dần tan ra. Phượng nhiễm, chuyện này đã lâu rồi, mấy vạn năm nay ở chỗ trường khuyết ta vì ngươi mà chịu trách nhiệm biết bao nhiêu việc. Sớm đã bù trừ hết rồi thiếu nữ tên gọi hậu trì đến đầu cũng không quay lại, nhìn lưỡi câu đang nhẹ rung trong tay nói. Những con cá này đã trở nên thông minh rồi, từ nãy tới giờ cũng không cắn câu, thật là vô vị. Phượng nhiễm nghe thấy lời này khóe miệng co giật một cái, cá lớn lên trong hoa tịnh trì sao có thể là thứ tầm thường được. Phần lớn đã sớm thành tinh rồi, chỉ là vì bị ngươi làm cho lãng phí thời gian, bọn chúng mới không biến thành hình người mà thôi. Hậu trì, cá ở phàm gian có thể cắn câu. Nàng trước nay hung hăng bá đạo thành quen, nhưng đối với người trước mắt này lại vô cùng kiên nhẫn. Chỉ cười cười lấy lòng, ngươi muốn đi thọ yến của đông hoa đến thế sao? Chưa từng thấy qua bộ dáng phượng nhiễm ăn nói khép nép như vậy. Trong lời nói của hậu trì cũng hiện ra một chút nghi hoặc nàng xoay người lại, nhìn phượng nhiễm. Mắt nhướng lên, thiếu nữ ấy có dung mạo thanh tú, nhìn dáng vẻ tuổi tác chẳng qua chỉ mới 15-16 tuổi cảm giác lúc trở mình nhìn lên vẫn còn mang theo mấy phần hài đồng non trẻ trên người mặc bố y thanh sắc. Trông vô cùng bình thường, nếu như không phải nàng xuất hiện tại nơi tiên gia phúc địa này. Cúi đầu trước mặt lại là thượng quân một giới, thì không ai có thể tưởng tượng được nàng chính là hậu trì thượng thần nổi danh lẫy lừng trong tam giới. Chỉ có lúc đôi mắt kia nhìn ngươi, dường như trong đó có một loại cảm giác sâu nặng về thế gian vạn vật thương câu bạch khích. Nếu không phải Phượng Nhiễm đã quen biết nàng nhiều năm, chỉ e cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Nàng lúc mới gặp cũng đã từng kinh nghi, về sau mới hiểu rõ, cho dù linh lực của tiểu thần quân vẫn kém cỏi Nhưng sau khi phá xác ra ngoài thì cũng đã mấy vạn tuổi, tự nhiên là không thể so sánh cùng với tiên nhân bình thường khác. Phượng nhiễm hiểu được hậu trì có thể trưởng thành đến nay quả thực không dễ dàng. Khi đó lúc nàng mới tiến cung hậu trì đã lớn chừng hài đồng 10 tuổi, bây giờ qua vạn năm cũng không có dáng vẻ của một người lớn những năm này nhìn nàng từng chút chậm chậm trưởng thành, trong lòng luôn tự nhủ cổ quân thượng thần quả thật đáng thương. Nếu như là tiên gia bình thường khác, lấy tiên cơ của hậu trì như vậy, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt rồi. Cũng may mà thanh trì cung tụ họp linh khí của thiên địa, linh dược chất đống lớn, mới có thể nuôi dưỡng nàng trưởng thành. Mặc dù nhìn có vẻ bình thường, nhưng trong lời nói lại có một loại uy áp mà tiên nhân khác khó có thể sánh được hiếm thấy được hậu trì hỏi thăm nàng trịnh trọng như vậy phượng nhiễm do dự một hồi mới trả lời đúng ta thực sự muốn đi danh thiếp thượng thần cũng chỉ có ngươi cầm mới đi được nếu là ta cổ quân thượng thần không ở đây những kẻ đó chỉ mong ta tới gây sự trái lại có lẽ đông hoa cũng không dám tìm ta gây phiền phức hậu trì gật đầu tiện tay bỏ cần câu xuống nâng cầm nhàn nhạt nói thọ yến của đông hoa lúc nào thì bắt đầu năm ngày sau vậy ngươi chuẩn bị một chút chúng ta bốn ngày sau khởi hành hả phượng nhiễm bất chợt nghe thấy lời này liền sững sờ đáy mắt đột nhiên phát sáng hậu trì ngươi nguyện ý ra ngoài ư điều này thật là kỳ quái người thà rằng hàng ngàn hàng vạn năm ngồi ngốc trong tranh trì cung đến nổi mốc lại có thể đơn giản đáp ứng như vậy phượng nhiễm ngươi tới thanh trì cung bao lâu rồi hậu trì nhấc chân hướng phía trong cung bước tới không nhanh không chậm hỏi đã một vạn năm rồi ngươi xưa nay chưa từng yêu cầu ta hậu trì xoay người Nhìn nữ tử đang ngừng lại phía sau, đáy mắt quét qua vài phần ý vị sâu xa, thượng quân đỉnh phong trong tam giới vô cùng hiếm có. Phượng Nhiễm sinh ra từ tộc Phượng Hoàng, tính cách cao ngạo không gì sánh được, mặc dù nàng được cổ quân thượng thần tương cứu nên mới cam nguyện ở lại Thanh Trì Cung. Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ cúi đầu quy phục tiên quân khác ngoại trừ cổ quân thượng thần. Vạn năm này hậu trì chưa bao giờ thấy qua bộ dáng Phượng Nhiễm cấp thiết khẩn cầu như vậy hai người ở chung với nhau vạn năm tuy trên miệng không nói nhưng phần tình cảm này người thường không thể so sánh dù rằng trong tiềm thức nàng không muốn xuất cung nhưng nếu là vì phượng nhiễm thì cũng không phải là không thể phá lệ ta chưa từng hỏi ngươi trước kia vì sao lại tới thanh trì cung ngươi cũng không nói hôm qua trường khuyết mới cho ta biết tử viên cũng tới thọ yến của đông hoa ngươi là nhắm vào hắn sao xích mít vạn năm trước nàng cũng là hôm qua từ trong miệng trường khuyết mới biết được phượng nhiễm gật đầu không nói gì, nàng không muốn đem vướng mắc trong quá khứ vào thanh trì cung, cũng không có ý muốn mượn uy thế của cổ quân thượng thần để báo thù. Trong đáy lòng nàng, mối thù của lão yêu thụ một ngày còn chưa báo, nàng vĩnh viễn cũng chỉ là cô nữ phượng nhiễm trong nguyên lĩnh triều trạch. Báo thù vốn dĩ là chuyện của một mình nàng, vì vậy nàng mới không đem cửu oán trước đây nói cho hậu trì biết. Phượng nhiễm, ngươi là thượng quân của tiên giới, bất luận trước đây phụ thần hạ mệnh lệnh gì. Người làm việc cũng không cần phải sợ bóng sợ gió, nhìn trước ngó sau, cho dù thanh trì cung không làm được việc. Cũng vẫn che chở được cho ngươi, phượng nhiễm nhìn hậu trì sau khi nói xong lời này liền ngoảnh mặt rời đi. Sắc mặt phức tạp, hồi lâu sau mới sờ sờ cầm, nhớ lại ngày trước lúc cổ quân thượng thần rời cung có nói qua một câu. Đột nhiên có chút minh bạch, phượng nhiễm, hậu trì từ nhỏ lớn lên tại thanh trì cung, tính tình đạm bạc chưa từng ra đến cửa cung nửa bước nhưng nàng lại vô cùng bao che khuyết điểm nếu như có một ngày người cần đến nàng cứ nói rõ ràng là được có lẽ ngày trước cổ quân thượng thần đã đoán được sớm muộn cũng có ngày nàng sẽ bị những kẻ đó gây phiền toái cho nên mới phân phó nàng như vậy phượng nhiễm đứng bên cạnh hoa tịnh trì đáy mắt lộ ra vài phần thư thái nhịn không được khẽ cười trách một câu không phải muốn giúp ta sao còn nói cái gì mà đại nghĩa lẫm nhiên oai phong lẫm liệt như thế thật là kỳ quái tiên dinh của Đông Hoa Thượng Quân nằm trong đại trạch sơn ven bờ Đông Hải. Vài ngày trước thọ yến, khách quý đã chật nhà, chúng tiên tề tự tử viên Thượng Quân một lần nữa lựa chọn lễ vật. Vội vội vàng vàng cuối cùng cũng tới trước thọ yến một ngày, nhìn chúng tiên tụ họp, đáy mắt không khỏi lộ ra ý cười do dự. Tiên nhân càng nhiều, ngày mai trên thọ yến chuyện hắn phát ra sẽ truyền đi càng xa, cùng lúc đó. Phượng nhiễm lửa giận đầy mặt nhìn hậu trì ngồi xếp bằng trên tường vân với khuôn mặt vô lại vẻ mặt bi phẫn tới mức bầm gan tím ruột ngươi nói ngươi nói bình thường ở thanh trì cung bào ngươi luyện tập tiên pháp thì ngươi không luyện bây giờ ngay cả tường vân cũng giá không nổi nếu để những tiên nhân kia nhìn thấy còn không biết sẽ cười nhạo ngươi đến mức nào hậu trì khoát khoát tay tỏ vẻ không quan trọng có quan hệ gì ta chính là thượng thần có ngươi ở bên cạnh ta là đủ rồi tam giới có ai mà không biết ta gió thổi một cái liền ngã, và lại lẽ nào còn có kẻ dám bắt ta đường đường là thượng thần phải biểu diễn giá vân hay sao? Lời tận tình khuyên bảo của Phượng Nhiễm bị nghẹn lại, bất lực phất phất tay áo, không thèm nhìn hậu trì đang bóc lột nàng một cách quang minh chính đại nữa. Nhớ kỹ, đồng hoa tốt xấu gì cũng là lão thượng quân đức cao vọng trọng, phía dưới có một đám lớn đồ tử đồ tôn. Người đừng có tới cửa mà còn bày ra bộ mặt đáng ghét như vậy, tới lúc đó cho dù có lý cũng sẽ biến thành vô lý hậu trì thong thả ung dung phân phó phượng nhiễm thấy bộ mặt ương ngạnh của nàng ấy thì biết có nói nữa cũng vô dụng dứt khoát nheo mắt lại ngáp dài thôi vậy mặc kệ nàng gây ra chuyện gì mình nhất định sẽ không để cho nàng phải chịu thiệt thòi không thể không nói trong tư duy nhất định những suy nghĩ logic của cặp chủ phó này có cảm giác tương tự đáng kinh ngạc đương nhiên một người lấy thực lực nói chuyện một người kia ấy mà đương nhiên là lấy chỗ dựa vững chắc để nói chuyện rồi Đại khái trốn phàm gian có loại con cháu quần là áo lụa dựa vào gia thế mà hoành hành, chính là chỉ hậu trì này rồi. Một đường trầm chậm, chậm giá vân, vào đêm trước thọ yến hai người cuối cùng cũng tới được chân Đại Trạch Sơn. Đêm đã về khuya, trước sinh tiên tuy răng đèn kết hoa, nhưng ngay cả một tiên quân quản sự cũng không có. Duy chỉ có vài đứa tiểu đồng rũ mắt ngáp dài đang mong ngóng ngồi ở trước cửa, hai người này một là sát thần ngủ đông ở trong Thanh Trì cung vạn năm còn một người trong vạn năm cũng chỉ nghe đến kỳ danh vị thượng thần hiếm có chưa từng xuất hiện đừng nói tiểu tiên đồng cho dù là tiên quân có chút nhãn lực e rằng cũng không thể nhận ra vì vậy lúc hai người đang giá vân tới dinh tiên giữa sườn núi tiên đồng giữ cửa ngay đến phản ứng một cái cũng không muốn lấy danh hào của đông hoa thượng quân những ngày này thần tiên muốn liếm mặt tới ướt lây chút điểm may hay muốn kết giao nịnh hót cũng không ít để không làm những tiên quân này quá khó xử, nhị đệ tử nhàn trúc của Đông Hoa Thượng Quân vì bọn họ đặc biệt sắp xếp chỗ nghỉ dưới chân núi. Tin tức này trong lúc đưa thiếp mời đã thông báo cho chúng tiên đều biết, vì vậy tiên nhân nào không có thiếp mời đều rất tự giác đi xuống chân núi. Đương nhiên, nhiều người biết không có nghĩa là hai người hiện tại đang đứng trước cửa cũng biết. Đêm hôm khuya khoát hai người chơi trọi đứng trên quảng trường phía trước tiên dinh chờ tới lúc đón khách. Cảnh tượng có mấy phần thê lương, Phượng Nhiễm thấy đã lâu mà chưa có ai ra nghênh tiếp. Hai mắt lập tức trợn lên, kéo theo hậu trì ngông nghênh ngạo mạn chuẩn bị xông vào bên trong. Tiền đồng giữ cửa trông thấy hai người đi tới bên này, cũng giật mình, sợ chính mình nhìn nhầm. Vội vàng cung kính nói, không biết là vị thượng tiên nào. Có thiếp mời hay không, thanh âm này vừa nhẹ vừa trong. Còn mang theo mấy phần sợ hãi non nớt, Phượng Nhiễm là người dễ mềm lòng, ngay lập tức khí thế tiêu tan đi không ít nhưng vẫn làm bộ làm tịch tất nhiên là có thiếp mời mới nói được một nửa thì bị người phía sau kéo áo bao nàng quay đầu lại thấy hậu trì gãi gãi đầu nhìn nàng trong thần sắc ngày thường vốn thanh đạm dường như mang theo đầy vẻ ngượng ngùng phượng nhiễm ta quên tìm trường khuyết lấy thiếp mời rồi phượng nhiễm sững sờ đảo tròng mắt khinh bỉ nói trí nhớ của ngài thật tốt không sao giống như báo danh hào mà thôi bên này hai người đang thì thầm lặng lẽ tiểu đồng bên kia lại mơ hồ nghe được vài câu, thấy hai người đã lâu không có động tĩnh. Bèn đào mắt, không khách khí nói, hai vị tiên quân, thượng quân nhà ta đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho khách nhân tại chân núi. Tiên quân có thể rời bước, phượng nhiễm sừng sốt, từ sau khi nàng từ uyên lĩnh triều trạch đi ra vẫn cứ ở trong thanh trì cung. Luận về thế sự cũng không hơn hậu trì bao nhiêu, nghe tiên đồng này nói còn cho rằng tất cả khách nhân đều nghỉ ngơi dưới chân núi lập tức không so đo thêm nữa, chỉ có Hậu Trì nheo nheo mắt ngồi trên mây nhìn mấy tiểu tiên đồng kia không rõ ý vị. Lại khiến cho mấy đứa nhỏ kia toàn thân toát mồ hôi lạnh trong rừng trúc dưới chân núi dựng không ít nhà trúc ngang dọc. Ý cảnh không tệ, Phượng Nhiễm tùy tiện chọn một gian rồi đi vào trong tĩnh tọa, Hậu Trì cả ngày đều ngủ trên mây. Sinh lực tràn đầy, thấy Phượng Nhiễm khép mắt ngưng thần, bèn để lại mảnh giấy nhắn rồi đi ra ngoài tản bộ. Hậu trì đi ra khỏi nhà trúc có chút khó hiểu, nơi đây tiên vụ, xương tiên, lượn lờ, rồi rào linh lực. So với thanh trì cung cũng không kém nhiều lắm, nhưng nơi này sát gần đông hải, dưới biển hàng vạn sinh linh. Đều dựa vào tiên khí của đại trạch sơn mà sống, theo lý mà nói nơi đây cho dù không khô kiệt. Cũng không thể tràn đầy linh khí như vậy, càng huống hồ, linh khí này khiến cho hậu trì có một loại cảm giác thân thuộc không thể lý giải. Hậu trì linh lực không cao, nhưng nhãn giới lại cực tốt, nghĩ rằng trong đại trạch sơn này chắc chắn có điều kỳ lạ. Sinh nghi liền một mình chậm chậm đi về phía sau núi, hai giờ sau, nàng đi tới chỗ sâu sau núi. Đúng lúc chuẩn bị bỏ đi, thì lại đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh. Trong rừng phong, có trăm thước đất trống, xuất hiện một kiếm mộ, hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm gãy ngang cắm trong đó. Lờ mờ đan sen chỉ thẳng lên trời, xa xa nhìn lại, cảm giác như có một loại viễn cổ dây nặng mang theo thê lương hoang vắng, linh lực từ trong kiếm mộ ngưng tụ liên tục không dứt chầm chậm phiêu tản trôi đi. Cuối cùng bao phủ toàn bộ xung quanh đại trạch sơn, mấy dặm kiếm mộ vô danh này, chính là nguyên nhân khiến cho đại trạch sơn rồi rào linh lực. Hậu trì nhìn về hàng vạn tiên kiếm bị tàn phá không còn nguyên dạng, cao mày đứng một bên. Nàng không biết rằng cư nhiên còn tồn tại một nơi như vậy bên trong tam giới. Hàng vạn tiên kiếm cho dù bị tàn phá không còn nguyên dạng, nhưng cũng cực kỳ hiếm có, vì sao tam giới lại không biết. Bình yên tồn tại cho đến ngày nay, hậu trì, thì ra ngươi ở đây, phía sau người truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của Phượng Nhiễm. Hậu trì quay đầu, nhìn thấy Phượng Nhiễm vô cùng lo lắng giá vân bay về phía này, ngươi sao lại tùy tiện chạy loạn. Trong đại trách sơn có không ít tiên thú, bọn chúng không thể nhận ra thân phận thượng thần của ngươi. Phượng nhiễm miệng không ngừng mắng, nhưng trên mặt lại không có nhiều lo lắng, trung quy cổ quân thượng thần đã để lại không biết bao nhiêu pháp bảo hộ thân cho hậu trì. Tiên quân bình thường sẽ không tới gần hậu trì được đợi tới bên cạnh hậu trì nàng mới bật ra một tiếng hô nhỏ. Đồng hoa thượng quân này thật là nhàn rỗi, cư nhiên trên núi lại dựng một phần mộ trống không lớn như vậy. Hậu trì ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Mộ trống, đúng mà trong hố này không có cái gì cả, nhìn thực sự rợn người. Phượng nhiễm bị hậu trì đột nhiên cao giọng làm cho giật bắn người. Lại hướng hai mắt nhìn vào trong hố mới nói, người không nhìn thấy cái gì sao, không thấy. Hậu trì quay người lại nhìn mộ kiếm gãy, lại hồ nghi nhìn hai mắt của Phượng nhiễm, sờ sờ dưới cầm rồi lấy một loại khẩu khí vô cùng thần bí nói với Phượng nhiễm. Phượng nhiễm, ta cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao ta lại có mệnh cách thượng thần rồi. Phượng nhiễm bị khẩu khí này làm cho nổi da gà khắp người. Thấy hậu trì nheo mắt đầy vẻ mãn nguyện, không khỏi hỏi, vì sao, vừa hỏi xong nàng liền hối hận. Trong tam giới có ai mà không biết mệnh cách của hậu trì thượng thần là do 6 vạn năm trước cổ quân thượng thần tại đại hôn của thiên đế cưỡng ép mới có. Ý trời, ý trời, không thể nói được. Phượng nhiễm, người cứ đi trước ta vẫn muốn ở lại đây xem một chút. Hậu trì khoát khoát tay, vòng quanh kiếm mộ tỉ mỉ quan sát nhưng trời sắp sáng rồi. Nghe lời này, Phượng nhiễm trợn tròn mắt nói tiên nắng sớm bắt đầu le lói tiếng chuông giữa sườn núi phá vỡ bầu trời tĩnh lặng. Khi xa khi gần truyền đi khắp nơi, thấy hậu trì căn bản không nghe thấy lời này, Phượng nhiễm giọng than thở. Vậy thì ta đi lên trước ngươi cũng lên nhanh một chút chờ sau khi bóng lưng Phượng nhiễm dần mất hút trên không trung. Hậu trì mới khẽ nheo mắt nhìn mộ kiếm gãy, tam giới không biết nơi này, thì ra nguyên nhân là như vậy ư. Tại sao chỉ mỗi nàng lại có thể thấy được? tiên dinh của đông hoa giữa sườn núi đặc biệt náo nhiệt tử viên thượng quân đứng giữa chúng tiên đầy mặt tươi cười sắc mặt kiêu căng lúc hắn quay người lại thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cùng với một đám tiểu tiên bước vào trong đại đường đáy mắt đảo qua một tia phẫn hận khó nhận thấy cười ha hả đi lên trước nghênh đón ta còn tưởng là ai vạn năm không thấy thượng quân xuất hiện trong tam giới bản quân còn cho rằng thượng quân ngươi sớm đã vinh đăng cực lạc được hưởng thụ cuộc sống vĩnh cửu rồi chứ